Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả quý vị chị Da Đen tập 52. Cái cảnh làm vườn, mình làm vườn mà coi như xuống 5kg luôn. Trước mặt mình là một cái hồ. Mình đang đào một cái hồ nó mang hình trái tim. Đó. Nói chung là phải đào liên tục. Đất ở đây nó cứng, mưa có xuống nhưng nó có mềm nhưng mà nó không có ngấm được sâu. Mặc dù đất này nó nằm ở ngoài trời nhưng mà nó chỉ mưa quá trời luôn, nhưng mà nó đào xuống được có khoảng chừng 30cm là nó cứng lại. Rồi, để công việc bớt nhàm chán, tôi đi cào lá. Đó, mấy cái tre tôi quật xuống cho nó sát với lại cái mái chanh để cho nó có cái bóng mát, cho nó mát, nó che lên cái chanh. Mái chanh, bởi vì cái mái chanh này nó có cái bao ni lông. Của cái bao ni lông mà cái dạng ở Đà Lạt người ta hay làm cái nhà kính á, và buổi trưa thì nó cũng nắng nhưng mà nó không có đến nổi, bởi vì lớp bao ni lông ở dưới thì nó có lá chanh. Rồi còn cái cảnh này là mấy cái cây sắt ngày xưa mà mình đóng để mà mình làm cái giường, sau đó bây giờ mình đem cái giường nó vô trong nhà, bây giờ mình phải nhổ lên. Nói chung là nếu mà không có trận mưa trước đó, mưa khoảng 4-5 bữa là mình cũng không có dám đủ sức để mà mình nhổ cái cây lên. Bởi vì đất toàn là rễ tre không, nó cứng. Cái hôm mà mình đóng xuống là mình đóng nửa cây đó, mọi người thấy lên không? Đó, nửa cây chứ mà giỡn, mà mình mới dở. Cây này là cây thứ hai đó. Đó, còn hai cây nữa, nhưng mà thôi nghỉ mệt, đổi qua công việc khác mình làm. Rồi, tiếp theo là giới thiệu tất cả mọi người, đây là cái không gian khi bước vô cái khu vườn rau của chị Da Đen. Cái nhà cười Phú Quốc này là vô sẽ thấy mắc cười. Đó, toàn những đồ phế liệu, nó xanh ha. Phía sau là một cái bồn nước, nó xíu theo bồn nước là một ngọn núi. Còn đây là con nếp, nó là một thành viên mới của gia đình, nó mới về đây. Nói chung là nhà này là của nó rồi, nó khoái ra tắm nắng lắm. Đó, bây giờ tôi lại tiếp tục với cái công việc đào cái hình, cái hố hình trái tim. Đó, tại vì đằng nào cũng đào nhưng mà mình thấy có cái hình gì đó mình tạo hình nó cũng vui. Mỗi ngày đào miếng thôi chứ cũng không có chủ đích gì hết. Mấy cái cây tre kia là mình cũng gập xuống để sau này mình để cái bàn nước gì đó, mình ngâm mình ở dưới cái hồ này, bắt đầu mình lên mình ngồi mình uống nước đó. Và mình gọi cái chỗ này cũng là cái cổng trời luôn, cổng trời bằng tre đó, nhìn rất là dễ thương đó. Mọi người thấy đào gì chứ mà nó đào mỗi lần miếng thôi. Hình như là lần nào mình đào mình cũng đếm tới 100 cái là mình dừng lại, sau đó mình xúc đất. Chứ mình đào cái này đào miệt mài là mình không có thấy được cái độ mà cái sâu đi xuống của nó. Tại vì đất của nó rất là khô, đào nó khó lắm. Rồi lại tiếp tục xúc rồi bắt đầu mình dục qua bên cái nắp cống bên này. Mình sang bằng cái nắp cống luôn để cho nó đẹp. Xa kia là cái nhà vệ sinh. Có chị Da Đen mới đi ra. Chị Da Đen hồi đầu đâu có chịu đi cái nhà vệ sinh này, nhưng mà về sau này bắt đầu là không có chỗ đi thì buộc lòng phải vô thôi. Mình lại xúc đất mỗi ngày. Ngày hôm nay là ngày thứ 36. Ngày thứ 36 như vậy là hơn một tháng mấy ngày là mình không đi ra khỏi khu vườn, cái vòng vòng khu vườn đó. Mọi người thấy cái chòi của mình không? Rồi phía sau là ngọn núi đó, mây đen yêu quái đang kéo tới đó. Còn ngày hôm nay đó, cái này thì mình đang làm cái gì mọi người biết không? Mấy cái chai bia nè của mấy cái người mà người ta ở trọ đây, người ta nhậu xong người ta giục lung tung, chứ không phải mình nhậu. Mình không có khả năng uống bia chai ở Phú Quốc, uống bia chai mắc lắm. Đó, còn cái này là cái quần mình tuột quá, mình lấy cái sợi dây internet mình quấn vô cho đỡ tuột. Chị Da Đen chập mình hoài, mình hỏi chị Da Đen
có wifi không, có wifi đem vô đây rồi câu cho. Nói chung là làm vườn là cũng vận động. Rồi đây là mấy em gà sau khi thả ra thì nó việc đầu tiên là nó bay ra nó ăn lá ăn cỏ trước nha, chứ bình thường cho nó ăn lúa với lại ăn mấy cái sợi mì. Đó, nó thiếu cái gì là nó sẽ bay ra nó ăn cái đó liền, giống như người mình thôi. Rồi chị đang sầu đời hay là sao rồi ôm con gà đi chơi một vòng rồi. À chị da đen đào trùng cho nó ăn. Con gà trống này có thời gian nó mới về nó bị trúng gió. Rồi mình đi xúc cát thì mình lại thấy mấy em chó này nè, hồi bữa cắn dép chị da đen cho nên thành ra giờ đâu có được ra ngoài sân vườn chơi nữa. Bây giờ cũng giờ nghỉ trưa, mình phải ăn uống cái gì đó để mình có sức mình làm tiếp. Chị da đen nhớ nghề món bánh mì chảo cho nên thành ra chị da đen đã mua cá nục về kho cà cực ngon, mình đã ăn rất là ngon miệng. Đó có hai trái trứng gà, đó hoa cỏ lá, hai ổ bánh mì. Rồi công việc tiếp theo buổi trưa lẽ ra mình nghỉ ngơi tắm rửa rồi tự quần áo lên trên phòng, nhưng mà mình thấy mấy ngọn cỏ đây nó là ngứa mắt quá, bắt đầu mình phải đạo lên cỏ ở đây. Mình đạo lên xong rồi bắt đầu mình để cho nắng nó tự khô tự héo, mình bắt đầu mình đốt bắt đầu mình phủ cho cây lá. Nói chung là chiến thuật vườn ao chuồng nó cũng có những cái hiệu quả nhất định khi mà mình không có điều kiện mua sắm. Bình thường ta có tiền người ta bón phân. Đó, chị da đen sau khi thấy mình đào cỏ xong, chị da đen cũng cào mấy cái mớ cỏ đó cho nó thành một đống. À, nói chung là mình với lại chị da đen là kết hợp rồi thấy cũng được. Bà Burma Counter được đặt ra, đó chính là nghĩa của nó là thực sống, có nghĩa là mình thực hành, mình sống, mình trải nghiệm, mình trở về với lại cái nguyên bản của một cái sự sinh tồn. Đó, chị da đen bây giờ lấy mấy cái cục gạch dư, chị làm mấy cái chỗ để cho ươm mấy cái sợi bí, sợi bầu cho nó leo. Cái này người ta còn gọi trong nhà vườn là những cái giá thể, để cho cỏ nó không có leo vô, nó mọc chung, rồi nó lấy chất dinh dưỡng. Đó, bắt đầu là còn mấy cái này là mình đốt. Nói chung là như ai coi cái tập đầu là mọi người sẽ thấy là mình rất là siêng năng đốt cái vườn này, là bởi vì ở ngoài đây trước giờ đâu có ai ra, cây hoa cỏ lá gì nó mọc nó chết rồi che bao nhiêu nó rụng xuống. Bắt đầu mình đào đất nó làm đủ thứ thì nó mới có được cái lộ cái đất ra, bắt đầu mình cào mỗi ngày nó mỗi sạch. Đó, mọi người nhìn thấy bây giờ là những cái cây mướp, cây chuối cũng bắt đầu lên nhẹ nhẹ, nhìn thấy khu vườn cũng có màu xanh. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nha.